Tâm chăm sóc sức khỏe đôi đũa thần kỳ tưng bừng khai trương vào 9 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 2 tại Hồng Kông City Mall 4, đối diện cầm tấm Kiều Giang. Thay mặt đôi đũa thần kỳ, chúng tôi thành thật cảm ơn những sự chờ đón, ủng hộ và lòng yêu mến của quý vị đã dành cho Miracle Ones đôi đũa thần kỳ trong thời gian 8 năm qua. Đôi đũa thần kỳ đã chính thức ra mắt khắp nơi, từ Úc Châu qua Âu Châu và đến Hoa Kỳ. Với phương pháp điều trị đôi đũa thần kỳ sẽ làm giảm đau nhức với tốc độ nhanh chóng, khắc phục các căn bệnh như đau lưng, đau thần kinh tạ, thoái hóa cột sống, vẹo cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau nhức thấp khớp, đau vai, đau tay, đau cổ, viêm phế quản, lung bùng lỗ tai, các bệnh về mũi như viêm xoang mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, chảy máu cam, mất khứu giác ngửi, sảy ngứa, những chứng bệnh dời ăn, chảy nước mắt sống, khô mắt và cườm mắt, căng da mặt, da nám, da mụn làm tan bục mở mắt. Mọi thắc mắc hoặc làm hẹn trị bệnh xin gọi 714-299-8849 714-299-8849 hoặc 281-787-0196 281-787-0196.